Chào mừng các bạn đã đến với buổi ghi hình ngày hôm nay. Chương trình Bạn hỏi bác sĩ Khiêm trả lời sẽ được phát sóng vào hồi 11 giờ trưa thứ năm hàng tuần trên trang fanpage của MCAP. Bạn chỉ cần inbox đầy đủ thông tin kèm tên, số điện thoại và những hình ảnh cần được tư vấn. Sau đấy bên mình sẽ chọn ra 3 bạn đầu tiên có đầy đủ những thông tin trên để tư vấn cho các bạn. Ngoài ra 3 bạn may mắn đấy còn được nhận một voucher chăm sóc da tại MCAP trị giá 650.000 đồng. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem 3 vị khách hàng may mắn đấy được bác sĩ Khiêm tư vấn như thế nào nhé. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu số đầu tiên về tư vấn với bác sĩ Khiêm tại bệnh viện MCAP. Đây là số đầu tiên. Trong tuần vừa qua thì chúng tôi chọn lọc 3 trường hợp khá tiêu biểu cho việc lấy lại vẻ tự tin của vòng 1 và vòng 2. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Bạn TTM thân mến, với việc mà phục hồi vòng 1 sau sanh, trong ảnh này thì chúng ta cần xác định, thứ nhất, tình trạng mà đang làm cho bạn mất tự tin, đó là tuyến vú rơi sệ. Thứ hai là sự lỏng lẻo. Độ lớn thì có thể bạn đã hài lòng. Như vậy, bạn cần cho chúng tôi biết thêm là về độ lớn, bạn có muốn cần lớn thêm nữa hay không thôi. Vậy, việc khắc phục hai yếu tố rơi sệ và lỏng lẻo với trường hợp của bạn sẽ làm như sau. Thứ nhất, đo khoảng cách từ hõm xương ức về đầu ngực. Khoảng cách này tôi đang ước lượng là từ 24 đến 24,5 cm. Thế thì trong phẫu thuật sẽ kéo cái đoạn này về 18 đến 18,5 cm. Cái phần thứ hai là tuyến vú nó đang lỏng lẻo thì chúng ta phải dàn trải cái mô tuyến, cũng như là làm sao cho mô tuyến nó săn chắc hơn. Thế thì kỹ thuật trong việc phục hồi mô tuyến lỏng lẻo thì nói nôm na là người ta cần cái khuôn, giống như các bạn làm bánh thì các bạn cần một cái khuôn để chúng ta tràn bột nó qua. Nhưng đối với tuyến vú lỏng lẻo thì cái mô tuyến vú sệ này sẽ được dàn trải trên một chiếc túi có cái hình nhô lên, có nghĩa là cái khuôn này được dùng là một cái túi ngực. Nhưng túi ngực ở đây không đóng vai trò làm cho tuyến vú lớn hơn, mà chỉ đóng vai trò làm cái khuôn. Rồi chúng ta dàn trải cái mô lỏng lẻo, mô tuyến lỏng lẻo của bạn trên đó. Phần mô tuyến nào lọt ra ngoài, dư ra ngoài, chúng ta sẽ bỏ đi. Và chân của mô tuyến đó được đính dọc theo xương sườn số 2, hay nói khác là được đính dọc theo cái cung bên trên như thế này. Như vậy chúng ta mới đạt được độ săn chắc. Và khi chúng ta đính phần đó xong, phần da nào thừa chúng ta sẽ bỏ đi. Vậy trong cái tiến trình làm của bạn gồm có treo tuyến vú lên, khắc phục độ lỏng lẻo và độ lớn. Độ lớn thì tôi nghĩ trong trường hợp này của bạn, chúng ta giữ yên cái độ lớn như thế này, hoặc là lớn hơn một chút xíu thôi, một size nhỏ thôi là được. Mọi vấn đề gì còn thắc mắc nữa thì vui lòng bạn CTM gửi thông tin cho chúng tôi chi tiết hơn, thì chúng tôi sẽ trả lời rõ hơn và cụ thể hơn. Xin cảm ơn bạn. Tiếp tục là phục hồi vòng 2 sau sanh. Đây là một trường hợp khá điển hình, và cũng là cái bộ phận, cái phần của cơ thể mà các bạn dễ bị đổ nhão, dễ bị phá, hoặc là dễ bị mất tự tin sau khi sanh. Đó là vòng 2. Trên hình đây, một bạn gửi cho chúng tôi là cái vòng 2 khá to. Ở đây các bạn chịu khó tưởng tượng một chút xíu nhé. Bạn này chụp từ trên xuống, chụp từ trên thượng vị nhìn xuống. Tức là các bạn, bạn này bạn để cái máy chụp hình như thế này, bạn chụp xuống. Và do cái bụng này khá to cho nên chúng ta thấy được cái phần rốn trở xuống. Có lẽ bạn này muốn nhấn mạnh là cái phần rốn trở xuống đó thì nó khá là to. Do vậy tôi vẫn nhắc lại là về cái phần chụp hình, các bạn nên chụp chuẩn. Có nghĩa với cái vòng 2 các bạn muốn gửi cho chúng tôi thì các bạn phải chụp trên xương sườn, tức là ngang mức đầu vú, và chụp xuống lấy hết cái đường bikini. Lấy hết đường bikini thì lúc đó chúng tôi mới trả lời cho bạn rõ ràng và chi tiết hơn. Với hình này, quay trở lại với hình này thì tôi cần biết cái thông số rõ hơn. Bạn này cung cấp cho chúng tôi phần thông số là bụng tầm 80 cm và eo tầm 75. Eo tầm 75 thì chắc cái quần mặc khoảng tầm size 32.
Với trường hợp này của bạn thì chúng tôi buộc phải sử dụng đường mổ cắt bỏ da và mỡ thừa. Cái đường mổ này nó dài từ gai chậu bên trái vòng xuống dưới đường bikini và qua gai chậu bên phải. Với đường mổ này thì tôi lưu ý rằng bạn nên xác định là có đủ số con chưa. Nếu chưa thì nên sanh cho đủ số con, bởi vì bạn sẽ rất tốn tiền, mất phí khi mà đã làm thẩm mỹ rồi bạn lại sanh nữa thì cái bụng nó sẽ phình to trở lại nữa thì rất là uổng. Vậy với cái đường mổ từ gai chậu bên trái vòng qua đường bikini sang gai chậu bên phải, chúng tôi cắt bỏ hết cái khoảng da từ dưới rốn về tới đường bikini. Trước khi cắt thì chúng tôi sẽ tách cái rốn ra. Khi cái da được kéo về đường bikini, khi bờ trên rốn được kéo về bikini thì chúng tôi tạo một cái lỗ trên cái tấm da đang rất phẳng ở phía trên rốn này và đưa cái rốn của các bạn lên trở lại. Trong phẫu thuật thì chúng tôi may cái cơ, may bề ngoài của hai cái cơ thẳng bụng vào lại với nhau. Cho nên sau cái phẫu thuật mà cắt bỏ da và mỡ bụng này hay còn gọi là phẫu thuật tái tạo thành bụng thì các bạn sẽ có một cái hình dạng giống như một cái tấm thớt ở phía trước bụng rất phẳng, rất chắc. Hai bên hông sẽ được may theo cái cơ chéo bụng giống như chúng ta xọt tay vào túi quần, xọt tay vào túi áo như thế này. Thì để tạo lại cái eo nó sẽ rất là thon gọn và có điểm nhấn ở tại vòng 2. Tóm lại trong trường hợp của bạn thì nên sử dụng phương án tái tạo thành bụng, có nghĩa là cắt bỏ da và mỡ thừa. Trong trường hợp cắt bỏ da và mỡ thừa này là tạo lại cho bạn một cái hình ảnh đẹp nhất. Tuy nhiên tôi thấy dường như bạn có cái sẹo mổ ở cái vùng rốn. Sẹo này thì trong lúc mổ mình sẽ khắc phục được. Và chúc bạn có một ngày vui vẻ. Mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ kỹ hơn hoặc các bạn gửi yêu cầu nhiều hơn nữa cho chúng tôi về cái địa chỉ email hoặc là về cái fanpage của bệnh viện. Ca thứ 3 là một trường hợp cũng khá điển hình. Bạn này thì có vẻ là muốn đã quan tâm tới vấn đề không phẫu thuật, cho nên bạn đã đi đến một nơi tiêm tan mỡ nhưng có vẻ là chưa được như ý. Do vậy bạn có đặt câu hỏi về cái xử lý cho vòng 2 sau sanh. Tương tự đây là một trường hợp mà các bạn nó chưa lấy hết được cái khung, đâm ra là cái thông tin nó sẽ bị thiếu và khó. Tuy nhiên trường hợp này chúng ta đang nhận thấy là có những cái đường nứt, đường rạn ở phía dưới rốn khá nhiều. Và cái thứ hai là bạn có cái độ lớn của cái vòng 2 từ đường dưới rốn trở xuống đường bikini. Trong trường hợp này của bạn á thì da còn độ bóng. Mặc dù là da có những đường nứt rạn sau sanh nhưng mà da vẫn còn độ bóng, tức là còn cái chất lượng da khá tốt. Như vậy với cái chất lượng da này có nghĩa rằng lớp sợi, lớp collagen nằm ngay bên dưới da đủ độ chắc, đủ độ ổn định. Và khi đánh giá sợi collagen đủ độ chắc, đủ độ ổn định thì chúng ta không cần đường mổ dài từ cái gai chậu bên đây sang gai chậu bên kia. Mà trong trường hợp này chúng ta nên chọn phương án tốt nhất là phương án loại bỏ mỡ từ ngay phía dưới vùng sườn, hay còn gọi là loại bỏ lớp mỡ ở bụng trên, quanh rốn và hai bên eo hông. Phần dưới đây, phần dưới rốn thì chúng ta sử dụng đường mổ giống như đường mổ bắt con, loại bỏ một phần da và toàn bộ cái tấm mỡ dưới rốn này chúng ta tách chứ chúng ta không hút. Tức là chúng ta, các bạn hình dung là vô trong đó lớp mỡ nó có 3 tầng. Xin lỗi, là nó giống như cái miếng thịt bao đội vậy, chúng ta lấy cái tầng mỡ ngay trên cơ thì cái lớp này chúng ta sẽ rất là phẳng. Tại sao cái vùng này chúng ta không hút? Bởi vì chúng ta đã thấy những nếp nhăn rạn này rồi. Mà nếu chúng ta hút thì cái sợi collagen nó bị cuốn theo, nó bị tạo hình theo cái việc hút đó và nó làm cho dồn cục cái da lại. Cho nên chúng ta chọn phương án lóc mỡ, lóc cái tầng mỡ, tách bỏ cái tầng mỡ trên cơ thì chúng ta vẫn giữ được cái da rất căng và rất phẳng ở đây.
Vậy trong trường hợp của bạn, cách tốt nhất đem lại cái hiệu quả thẩm mỹ nhiều nhất là hút mỡ ở vùng bụng trên, hút mỡ ở vùng eo hông hai bên và lóc mỡ ở vùng dưới rốn, hay gọi là lóc mỡ vùng bụng dưới, kèm theo bỏ một lượng da ít. Bởi vì sau khi chúng ta lóc xong, cái da nó sẽ trùng ra nhiều, cho nên chúng ta cần bỏ cái lượng da đó đi. Cái đường rạch da thì nó chỉ ngắn thôi, bằng đường mẫu bắt con, khoảng từ 16-18cm là đủ. Trong trường hợp của bạn là làm như vậy. Trong trường hợp này thì thực tế với cái đường mẫu này, chúng tôi có thể khắc phục cái rốn lại để cho nó có độ tròn hơn. Nó có cách khắc phục ở bên trong đó, qua một cái ống dẫn đường để chúng tôi tạo lại cái rốn cho nó có độ tròn hơn, chứ không để nó dài như vậy. Thì đó là cái cách tốt nhất cho cái khắc phục vòng 2 của bạn. Cảm ơn bạn Bận Linh. Nếu còn thắc mắc gì nữa thì mời bạn tiếp tục gửi thông tin về cho chúng tôi. Cảm ơn bạn. Vừa rồi chúng ta đã cùng được theo dõi bác sĩ Kiêm tư vấn cho 3 vị khách hàng may mắn trong tuần này. Để là những khách hàng may mắn trong tuần tiếp theo thì các bạn nhanh tay gửi inbox về cho trang fanpage của MCAP, bao gồm đầy đủ thông tin, tên, số điện thoại và những hình ảnh cần thiết để được bên mình tư vấn cho các bạn nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số tiếp theo nhé.